Trần Thủ Độ, người có công sáng lập ra triều Trần, được vua phong làm quốc thượng phụ rồi thái sư. Anh tìm cách báo cho công tử biết. Hoàng thượng giá lâm. Bằng tài năng uy tín của mình, thái sư Trần Thủ Độ đã củng cố nước Việt vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quân sự. Không thể không mang Trần Thủ Độ ra xử. Bắt giữ Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ cũng là nhân vật bị các sử thần thời phong kiến chê trách nhiều, bởi ông là người có công với nhà Trần nhưng lại có tội với nhà Lý. Nhưng lần này ông lại thua rồi. Mối tình dang dở giữa Trần Thủ Độ với người con gái xinh đẹp tài ba Trần Thị Dung đã khiến cuộc đời và sự nghiệp của thái sư vừa tột đỉnh vinh quang nhưng cũng đẫm đầy nước mắt. Lịch sử phụ thuộc những góc nhìn. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Việt Nam Thái sư Trần Thủ Độ vào lúc 13:05 hàng ngày trên kênh NTV.